Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết khởi tố khám xét nhà hai bị can Trần Thị Thu Tâm, 47 tuổi trú tại quận Hải Châu và Nguyễn Thị Tố Nga, 50 tuổi trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Tâm và cấm Nga rời khỏi nơi cư trú. Trước đó, Tâm và Nga biết tới đào thiện Như Lệ, một nữ đại gia khác tiếng Đà Nẵng bị vỡ nợ cần tiền để xoay sở nguồn vốn, nên cả hai đã bàn bạc thống nhất cho lệ vay nhiều lần, từ 14 tỷ đồng đến 46,5 tỷ đồng một lần, với lãi suất 1% một ngày, tức 365% một năm, gấp hơn 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định. Trong suốt thời gian cho vay, tầm lấy lãi bất chính gần 5 tỷ đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Tính đến nay, liên quan tới vụ việc đào thiện như lệ, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 4 cá nhân thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự riêng đào thiện dư lệ bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ